Đừng đuổi theo ta, tránh xa ta ra. Làng nước ơi. Ôi giời, bỏ lên. Có chuyện gì đây? Mỗi sáng ra ồn màu gì đây? Ô hay mẹ ghẻ kìa, bà không định cho ai ngủ à? Cái lão phú ông dê xồm kia, ông vẫn còn muốn ngủ trưa à? Con quái vật đến làng tới nơi rồi kìa. Thế à? Ôi trời ơi, mày là bà giật cả mình, lóng ngóng gì nữa, xếp thành hàng chạy mau. Mẹ ghẻ, mau lên, quái vật tới nơi rồi. Ui chạy ôi, nhanh mẹ ơi. Các người coi chạy đằng trời, tất cả đều phải chết thôi. Mau lên, mọi người nhanh lên, đừng để bị bắt. Mau lên, chạy đi mẹ, thả cho ta đi, ta không ngon đâu. Chạy nữa đi. Cứu hắn kìa. Cứu ta, ta chưa có vợ con gì đâu. Tên quái vật này, mau thả con dân của ta ra. Ngươi muốn gì? Giỏi, nhảy vào đây tao đập cho. Ta có vợ thiếu lâm tự đây, nhào vô. Ba tên nhãi nhép này. Trời ơi, cái con quái vật này, một mối thế, sập lên cả mũi. Ngày tan của các ngươi tới rồi. Bobby, mọi người Bobby đi thôi, cứu mẹ. Các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Mọi người ổn cả chứ? Ôi dồi, đau hết cả mông rồi nè. May mà tới kịp đấy, quái vật mạnh quá, chúng ta không làm được gì cả. Mọi người đừng lo, chúng ta đã có sữa full để uống năng lượng đầy mình. Ê, đang sữa full, đúng chỗ. Năng lượng đầy mình, hiểu ý đây. Ngon con nha, ngon thế. U là trời, tuyệt vời. À, ta đã có cách rồi. Chả hiểu gì cả. Hả? Mọi người ơi, chỉ cần không có rác thải, quái vật sẽ không có sức mạnh. Ta đã thả tất cả quái vật ra rồi, các người chờ chết đi. Phải dọn rác thật là sạch sẽ. Này, gì ghẻ, nhặt rác vào túi đi, không ngủ được à? Phú ông như ta cũng phải giúp sức chứ nị. Anh Hoàng, bên đó, ta sắp xong rồi. Chỉ cần gom hết lại là mình có thể chiến đấu với chúng rồi. Cố lên nào, chúng ta hãy vì một môi trường xanh sạch đẹp. Quyết tâm. Hãy đi tàn phá môi trường và hủy hoại tất cả mọi thứ cho ta. Cùng chung tay vì một bầu trời ô nhiễm của chúng ta. Ô nhiễm. Đi mau. Đó, thưa chủ nhân. Biệt đội tấm cám mà, các ngươi hãy đón nhận bất ngờ từ ta đi. Ta sẽ làm tất cả vì một bầu trời ô nhiễm. Tên yêu quái kia, nhà ngươi định phá hoại môi trường sao? Yeah. Nhà ngươi cũng khá lắm. Ngươi định mạnh nữa lên, gãi ngứa cho ta. Dám thách thức ta. Mệt quá. Ngươi đánh chán chưa? Giờ thì đến lượt ta. Chú Bi à.
tên quái vật kia. Đồ quái vật độc ác các ngươi, mau chết đi. Là sao? Ngươi có giỏi thì xuất hiện đi, làm gì phải phân thân như thế? Tên hoàng thượng ngốc nghếch. Hả? Là bóng sao? Ngươi... Các ngươi đứng yên đó. Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản được bọn ta sao? Đừng hòng làm hại dân của ta. Đó chỉ là cái bóng của ta thôi. Nhìn cho kỹ vào. Đồ độc ác, biến đi. Là cái gì đây? Ôi, anh Hoàng ơi, cứu em. Sao em lại kéo nó tới đây làm gì? Em cứ tù mù mà chạy, có biết đâu. Nặng thế. Nó teo rồi hả? Thế anh đỉnh chưa? Trả cây kiếm lại cho ta. Hộp bút màu siêu cool, tự dưng lại có bảo bối, thích nha. Đi cứu mẹ ghẻ. Đi. Dạ. Đi. Dám giết hại hết binh lính của ta sao? Các người hãy đợi đấy. Lạy các cụ tổ nhà báo, đừng để con gặp phải quái vật, sợ lắm. Mày đâu? Quái vật đâu? Người mau xuất hiện đi. Mau ra đi, đừng có làm con rùa rụt cổ nữa. Quái vật! Mày! Ôi trời ơi! Chỗ mẹ có thấy quái vật đâu không? Không có. Nó mà tới à, tao cào mặt nó luôn, sợ gì? Còn đứng đấy nữa à? Đi tìm quái vật, nhanh không nó lộng hành đi. Quái vật ơi! Con mồi béo bở của ta đây rồi. Lên! Mẹ cẩn thận đấy. Biết rồi, nói mãi. Làm tốt lắm. Ngươi hãy đi khứ những tên còn sống đi. Việc cuối cùng hãy để cho ta. Để ta. Yêu quái đen. Ủa, mẹ ghẻ. Mẹ. Đây. Cái gì? Nhanh lên, chúng ta phải về căn cứ thôi. Yes, biết rồi. Sao anh Hoàng với Mơ mãi vẫn chưa về mẹ nhờ? Ai mà biết được. Mẹ ơi. Bọn ta về rồi đây. Nào, con này bỏ ra. Mẹ không thương con à? Bỏ. Từ từ đã. Đây không phải là mùi của mẹ ghẻ. Thôi xong, cẩn thận không lộ mất. Mơ, làm gì đấy? Đây, mẹ vừa mới mua bim bim, ngon lắm. Wow. Ăn đi. Thích bóc quá. Ra ăn nhanh. Lâu lắm rồi mẹ ghẻ mới mua đồ ăn cho chúng mẹ mình đấy. Mẹ ghẻ mua cho em mà. Cho ta. Ngon không con? Ngon. Ăn nhiều vào. Ăn đi rồi ngất nha. Ăn nhiều vào. Đúng rồi. Đầu của ta. Sao tự nhiên đau đầu quá. Đúng rồi. Nằm đó. Đúng là một lũ ngu ngốc. Anh ơi, em cấm được rồi. Yêu quái xấu xa, ngươi. Gì vậy nhỉ? Cho em xem với. Tấm giải đặc biệt, một xe scooter siêu cool. Wow, thế là mình trúng thưởng hả? Quà đâu? Bobby, nàng tỉnh lại đi. Wow, xe scooter. Đẹp quá đi. Thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã bắt mắt, khung xương chắc chắn, thật là tuyệt vời. Bobby, nàng sao rồi? Ta ổn,
sao mấy người biết ta gặp nguy ở đây mà đến vậy? Chẳng lẽ quái vật lại đến à? Định cướp bảo bối của ta sao? Không có đâu. Wow. Mẹ đây các con. Ô, mẹ ghé. Tưởng ai? Hóa ra là mẹ à? Đúng rồi, để ta kể lại cho mà nghe nha. Ôi trời ơi, ai da, đừng lại gần ta. Biến 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 biến. Ngày này năm sau là ngày giỗ của bà đây. Yeah. Mày này, cho mày chưa? À, mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mẹ, là bọn con mà. Không đến mẹ sớm có sao không? Là mẹ hết hết cả hồn. À, lại thêm một món bảo bối này. Đồ trẻ con à? Đẹp thế nha. Thôi mẹ cầm đi, mẹ già rồi. Thôi con đi về, con ăn. Đấy là chỉ cần chúng ta bảo vệ môi trường là không có quái vật đâu nha. Chuẩn luôn. Ai cười gì đây? Quái vật. Ui. À, bình sự tỉnh, Mr. Book hân hạnh tài trợ chương trình này. Hả? Thì ra là bút. Wow, nhiều sữa thế nha. Ta cảm ơn các ngươi đã tiêu diệt quái vật môi trường. Đây là những phần quà ta dành tặng cho các ngươi đây. Nhiều quá. Giờ ta đi đây. Ta biết bút. Cạch cái nào. Sữa Cool ngon thật đấy. Các bạn nhỏ đã biết chương trình gì về sữa Cool chưa nè? Chương trình khuyến mãi của Cool được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đấy. Các bạn nhỏ yên tâm, vì trong các lốc sữa Cool tươi vui hộp và Cool chai thì 100% đều có thẻ nha. 100% luôn. Vâng ạ. Chỉ cần 6 thẻ Cool tươi vui, các bạn sẽ sở hữu ngay một sách tô màu ma thuật. Mở cuốn sách ra thì chúng ta sẽ có vô vàn các bức tranh cho các bé vẽ nha. Muốn vẽ tranh, mình cũng không thể thiếu được chiếc bút nước ma thuật. Các bạn chỉ cần sử dụng chiếc bút ma thuật và tô lên bức tranh thì bức tranh của mình dần dần sẽ hiện ra. Đẹp chưa nè, vẽ tới đâu thì tranh hiện lên tới đó luôn. Trong cuốn sách ma thuật này còn có rất nhiều tấm sticker của Cool. Đây, rất đẹp đấy các bạn. Hãy cùng Cool bảo vệ môi trường nè. Chỉ cần 12 thẻ Cool tươi vui, chúng ta sẽ đổi được một hộp bút tô màu siêu Cool. Hãy cùng mẹ ghé khám phá xem trong hộp bút màu này có những gì nha. Wow. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là tờ giấy hướng dẫn, bản để phối màu đấy các bạn à. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Ồ, phía sau còn có một câu chuyện của gia đình Cool này. Thích không? Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta chính là em này. Hộp bút màu siêu Cool lộng lẫy chưa? Đó, có cả bút sáp và màu giả đấy các bạn à. Uầy, đủ màu sáng tạo luôn. Để mẹ ghé thử trước nha. Lấy màu xanh lá cây nè. Tô tô tô. Đó, màu sắc ra rất là sắc nét và đẹp lắm ý các bạn à. Còn khi chúng ta sở hữu được 24 thẻ Cool tươi vui thì sẽ đổi được ngay một bộ chén đĩa siêu Cool. Thấy sao? Đủ mê chưa nào? Ôi, chị không ngờ bộ chén đĩa siêu Cool lại có nhiều vật dụng như vậy. Có khay ăn, bát nè, cốc, thìa và đĩa nữa nha. Và một điều đặc biệt là bộ chén đĩa này làm hoàn toàn từ bột tre nên rất an toàn với tất cả các bạn nhỏ nha. Và nếu sở hữu được một chiếc thẻ đặc biệt thì các bạn sẽ đổi được một chiếc xe scooter. Bây giờ chị Mơ sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp chiếc xe này nha. Đầu tiên mình sẽ lắp tay cầm vào như vậy. Đấy, cạch một cái là được ha. Ố, mọi người có thấy thiếu thiếu cái gì không nhỉ? Chiếc bàn đạp được Cool giấu rất là kỹ, nhưng mà không thoát khỏi tầm mắt của Mơ đâu. Bấm vào nút Cool này và vặn ngược lên, hai chiếc bàn đạp hiện ra. Mình chỉ cần rút nó ra là được. Đó. Để lắp được bàn đạp thì mình nhấn cái nút này xuống và nhét bàn đạp vào. Vậy là được rồi. Bây
Bây giờ thì mọi người thấy chiếc xe có đẹp không? Mà đây á, mới chỉ là một dáng của chiếc xe thôi. Còn kiểu hai nữa. Để chiếc xe thay đổi kiểu dáng, chúng ta sẽ rút tay lái lên bằng cách bấm vào nút này và kéo lên là được. Tiếp đó, các bạn bấm vào nút quên ban nãy, rồi kéo thẳng lên, đẩy lên. Vậy là được rồi nè. Và cuối cùng, chỉ việc lắp tay lái vào đây. Vậy là xong rồi. Một chiếc xe mà có tới hai kiểu dáng, thật là thú vị phải không các bạn? Xe mình đây. Để đổi được qua, chúng ta có ba cách, rất là đơn giản luôn nha. Cách thứ nhất, liên hệ điểm bán hoặc đại lý sữa Queen gần nhất. Ok, thế cách thứ hai là gì? Cách thứ hai, mình hãy liên hệ tới fanpage của Queen nha. Oh. À, còn cách thứ ba, em biết. Có phải là chỉ cần liên hệ tới số hotline này đúng không? Ờ, đúng luôn. Các bạn ơi, hãy cùng Queen làm việc tốt mỗi ngày và bảo vệ môi trường nha. Giờ thì, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.